COVID-19 hoành hành, dịch tả lợn châu Phi bao phủ, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn biến động khôn lường. Những khó khăn này đã đẩy hàng triệu người chăn nuôi lâm vào cảnh treo chuồng, gánh nợ. Thế nhưng, tại vùng quê nghèo xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, chàng trai sinh năm 1993 Phạm Bá Dũng vẫn thu lãi hơn 1 tỷ đồng từ mô hình nuôi lợn an toàn dịch bệnh của mình. Đây thực sự là một con số ấn tượng đối với một người chăn nuôi trong năm 2021. Đằng sau sự thành công này của anh Dũng chính là sự đồng hành, ủng hộ của chương trình khởi nghiệp kênh VTC16 trong suốt hơn 4 năm qua. Hiện tại, anh Dũng đang tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đàn lợn trong một năm mới với nhiều thử thách chông gai. Thực trạng chăn nuôi của nông hộ này sẽ được chuyên gia của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch chia sẻ trong buổi kiểm tra định kỳ ngày hôm nay. Thầy cũng như là chương trình cũng phải là gần một năm mới lên đây rồi, đó. Gần một năm thì nó có mấy sự cố này. Thứ nhất là dịch bệnh, đó. Cái dịch bệnh đây là dịch chủ yếu là cái dịch tả lợn châu Phi. Sau đó thì lại là cái giá cả thức ăn nó lại tăng lên rất cao. Qua cái những cái giai đoạn đó thì em vẫn giữ được cái quy mô đàn hay là em giảm quy mô đàn đi. Năm nay nó khó khăn đấy, thì mình duy trì cái hệ thống con lãi của mình để kế hoạch cho năm tiếp, chủ yếu là sản xuất con giống. Thế vậy thì trong cái quá trình mà giữ cái quy mô đàn thì em có thay đổi về cái khẩu phần thức ăn hay không? Vấn đề về dinh dưỡng thì em không, nhưng mà bán lợn con thì nuôi con lợn mẹ để mình duy trì, chứ còn thì bây giờ mình không chuyển sang chăn được lợn to nhiều. Tức là cái lượng thức ăn này, loại thức ăn này vẫn cứ là duy trì như theo kỹ thuật, chứ không có bớt đi hoặc là không có gì, không có giảm đi. Dưới sự giám sát của chương trình khởi nghiệp VTC16, anh Dũng vẫn kiên định với phương châm chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học như đã đề ra. Vệ sinh sát trùng chuồng trại, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày cũng như phòng bệnh cho lợn đều được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Nhờ vậy, đến nay vẫn chưa có một sự cố lớn nào xảy ra, đàn lợn phát triển ổn định và khỏe mạnh. Khi mà đến kiểm tra cái đàn nái này thì thầy thấy là cái đàn nái này phát triển rất tốt. Nên là trông toàn bộ từ đầu khi mà chúng ta vào thì chúng ta thấy là những con nái này có cái ngoại hình là rất là tốt. Da bóng này, lông mượt này và cơ bắp cũng phát triển rất là tốt. Không béo quá nhưng mà cũng không gầy. Với cái thể trạng đàn nái như thế này thì xuất sinh sản nó sẽ tốt. Tí nữa sẽ kể thầy kiểm tra cái đàn lợn con. Không động dục trở lại có nhiều không? Cái đấy của em thì gần như là không không có. Không có. Sàn bẻ về phối là nó gần như 100%. À thế thì rất tốt. Thế đây là cái bọn ấy hả? Điều rốc à? Đu 100 và đây toàn bộ là đu của Đài Loan đấy. Vâng. Đấy, thấy ngoại hình cơ bắp nó săn. Thế này là mua đó? Cái này là em mua của trại giống Việt Thái. À Việt Thái hả? Đắk Lắk đã có con nào đẻ chưa? Đẻ nhiều rồi đấy. Này à, cũng lên lứa 2 rồi. Thế mà nó vẫn giữ được cái dáng như thế này. Nó săn chắc chứ nhiều con là bắt đầu là béo thị đấy. Nhưng mà người ta cũng mua nhiều. Cái này thì người ta rất chuộng cái dòng này để làm đực giống ạ. Trong chăn nuôi, giống vật nuôi đóng vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Nắm rõ được vấn đề cốt lõi, trong suốt hơn 4 năm qua, anh Dũng đã không ngừng đẩy mạnh việc sản xuất, cung ứng và chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Đến nay, anh đã sở hữu hơn 100 con lợn nái giống chất lượng cao. Hiện tại của em bây giờ là đang duy trì hơn 100 lái, 48 con nái là lăng đờ rát, là Yorkshire. Còn thì có 28 con thì là nái đu đốc, còn lại là nái hai máu thì để chuyên sản xuất là con nuôi thương phẩm. Còn thì con nan rát và con đu đốc và con Yorkshire ấy, là ba con đấy là chủ đạo của trại là chuyên sản xuất con lợn giống hậu bị. Theo anh Dũng,
Ngoài việc có con nái tốt thì việc chọn ra những con lợn được giống phù hợp cũng rất quan trọng. Lợn được giống tốt sẽ truyền thông tin di truyền các tính trạng kinh tế cho hàng ngàn con thế hệ sau. Bởi vậy, việc chọn con được giống tốt và khai thác phù hợp có ảnh hưởng lớn tới khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế lâu dài. Cân mà nó thoăn bằng nhau này, có trường hợp kiểu nó vát hình chữ V này, thì là không được. Đó. Trên thì to như dưới nó thoát này không được. Đó. Thì đây nó bầu hai cái này như này. Đó. Đực mấy ấy rồi? Gần 3 tuổi đấy. Gần 3 tuổi rồi. Thì thường là con đực thì thời gian bao nhiêu thì em khai thác? Khai thác 5 ngày một lần. Không, nhưng mà cái độ tuổi... Độ tuổi của nó thì 8 tháng thì bắt đầu tập tinh thì khai thác rộ nhất là lúc tầm là 1 tuổi. Phải 12 tháng. Vâng, chứ còn nhiều trường hợp là tinh nó mới dày và nó mới hiệu quả nó mới cao. Vâng. Với một số trường hợp là cũng mua đực giống về khai thác. Xong bắt đầu mới hỏi thầy, nói là thầy ơi là lợn em 8 tháng hoặc là 9 tháng lợn được em khai thác thì em thấy là cái chất lượng nó kém. Sau đó ít đi, thế thầy bảo khai thác thế nó quá sớm. Nếu mà đối với nái thì là có thể anh khai thác là 8-9 tháng anh có thể anh khai thác được. Nhưng là đực giống là ít nhất, nếu mà để cho có hiệu quả cao thì phải là 12 tháng. Lợn giống bố mẹ đều có nguồn gốc rõ ràng. Tất cả chúng đều được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phù hợp từng giai đoạn phát triển theo quy định của thú y. Mọi hoạt động trong quá trình chăn nuôi đều được anh Dũng cẩn thận ghi chép lại. Đây là sự khác biệt rất lớn kể từ khi anh tham gia chương trình khởi nghiệp của VTC16. Thưa thầy, đây là cái thẻ này, thẻ lái là mình ghi thể hiện đây là con lái này đẻ bao nhiêu lứa này. Vâng. Bắt giống ở đâu này? Con giống này là nó phối con đực gì này? Lứa trước có đẻ bao nhiêu con này? Con này là phối ngày 31 tháng 5 này, là phối lan ở rát này. Đẻ dự kiến đẻ ngày là 22 tháng 9 này, thực tế đẻ 24 này. Dao động một tí. Đẻ là 11 con này. Còn sống là 12 con này. Cái này để mình theo dõi được cái chất lượng của con nái và cái năng suất của con nái qua các cái thời kỳ. Chứ còn nếu không có thẻ nái này thì mình khó đánh giá, mình khó nhớ được. Phối hợp một lần ngày 29 tháng 10 này, phối hợp đây, con này là mã số là 75 8 này. Đây, con này là bắt của trại của bác tỷ trong miền trong Nam miền Nam đấy. Con này là bắt nam là rất thuần. Nhưng mà theo thầy nhá, ngoài cái thẻ nái ra thì em cũng làm có một quyển sổ. Có. Đó. Vâng, thì cái này em quản lý trên hệ thống máy tính rồi. Thế đúng rồi, hệ thống máy tính thì tốt, bởi vì là nó giữa các cái giống này các cái giống khác. Vâng. Để sau này mình để mình so sánh. Sau đó mình có những kinh nghiệm. Khi lợn nái có bầu sắp đẻ, anh Dũng sẽ chuyển sang khu chuồng riêng biệt để tiện cho việc đỡ đẻ và úm lợn con. Tại đây, nhìn những chú lợn con bú sữa căng tròn, anh Dũng luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Con này con lai cái đây. Con này là con lai đúng không? Đây, tổng đồ đàn đây. Đẹp. Đẹp không? Được bao nhiêu tuần rồi? 25 ngày. Đẹp. Nó bảo chiều cai sữa. Thì thường là phải cai sữa 25, 26 ngày đúng không? Bố vú quá chứ, quá đẹp. Đấy, đây. Thì to này mà. Cho nên đàn con rất đều đó. Em bắt cho thầy một con xem này. Cái con đực kia kìa, nhưng mà chưa thiến đúng không? Là bận thời gian vào tiến. Thì cứ bắt một con thử xem con được. Đấy. Nặng lắm. Nặng phết nha. Nặng mà. Nặng đấy. 7-8 cân đấy. 7-8 cân đẹp. Mới có hai mấy ngày đó. Hai mấy ngày đấy. Đàn nái đẻ cũng vẫn phát triển tốt lắm. Đặc biệt là cái đàn con này rất đều. Số lượng con rất nhiều nhưng mà lại rất là đều. Quan sát thì thấy là không có con nào là to quá, không con nào nhỏ quá. Và cái trọng lượng của nó là cũng là đạt yêu cầu đối với tiêu chuẩn giống. Và hơn nữa là không có cái con nào mà có biểu hiện bệnh, đặc biệt là bệnh đường tiêu hóa. Bệnh đường tiêu hóa ở giai đoạn này thường nếu không chăm sóc tốt là rất nhiều. Đúng rồi, tiêu chảy đấy. Đấy là tiêu chảy đấy. Đây là rất đẹp, trông rất đẹp. Không bị tiêu chảy. Đấy. Đây, trong đàn này đẹp này. Đấy. Đấy. Số lượng nó nhiều này mà, đúng không? Là 14 con đấy. À thế. Đa số là lợn nái này toàn nuôi 12 đến 14 con hết, 16 con. Rồi năm lúc mà em phải nuôi em chia làm hai đàn rồi em nuôi. Một con nái đẻ hai đàn. Ấm. Cái chuồng này là được rồi. Ngoài ra, anh Dũng vẫn luôn duy trì hơn 100 đầu lợn thương phẩm. Với ngoại hình săn chắc bóng bẩy,
chúng đang cho thấy được sống trong một môi trường lành mạnh. Cơ cấu đàn lợn em vẫn giữ được tốt và thậm chí có thể lại còn phát triển thêm. Nái hậu bị, rồi nái đang mang thai, rồi là nái nuôi con, lợn sau cây sữa cũng như là lợn vỗ béo. Thì thầy thấy là cái đàn lợn là phát triển rất là tốt. Thầy luôn luôn nhắc phòng dịch cả châu Phi là, là luôn nó kịp thời để bọn em biết là cái thời điểm nó bùng phát mạnh thì bọn em có cái hướng để giải quyết nó tốt hơn. Được các thầy chia sẻ thì nó có một cái phần nào đấy thì luôn luôn nó thuận lợi hơn mà được cập nhật hơn. Luôn luôn cảnh giác những cái vấn đề là cái dịch tả châu Phi đấy như thầy đấy. Mình phải kiểm soát nghiêm ngặt là người vệ sinh chuồng trại thì ngày phải vệ sinh 2 lần. Thời gian trôi qua mỗi năm, dấu mốc mà anh Dũng để lại là những thay đổi tích cực. Thế bây giờ là em hạch toán cho thầy cái hiệu quả chăn nuôi nhé. Năm 2021. Trại của em ấy thì xuất bán này thì nó tương đối là tốt. Mỗi một tháng là em bình quân là xuất khoảng độ tầm 300 con heo con. Cứ mỗi một tháng là bình quân là trừ chi phí đi rồi vẫn lái khoảng chừng 60 đến 80 triệu. Heo thịt thì nó chỉ là cái hỗ trợ thôi. Heo thịt thì thực ra ấy, thì nếu mà bây giờ mình chuyển sang cái con heo thịt thì mình nuôi chỉ là cầm cự để mình chờ giá thôi. Thì thực ra cái đấy thì hiện tại như bây giờ nó rất khó khăn. Bây giờ là đang bán giá là 47.000 đồng trên 1 cân. Là hiện tại bây giờ giá thành sản xuất bọn em nó vượt ngưỡng rồi. Là nó lên ra 48 rồi. Thế mà nhân như 12 tháng. Năm thì em cũng được khoảng trừ chi phí thì vẫn lái trên dưới 1 tỷ. Thế là được rồi, quá tốt rồi. Phát triển cái đàn lợn cho em năm 2022 như thế nào? Kế hoạch của 2022 ấy, khả năng cao là vẫn giữ ở cái mức độ như vậy. Vấn đề em sẽ thay đổi về con giống là em sẽ phát triển 3 cái dòng lợn chính là giữa con Lan Đà Giác và con Yorkshire và con Đu Đốc. Sang năm 2022 là hứa hẹn đưa ra thị trường những con hậu bị để mới lại những con đực giống tốt để phục vụ đi tất cả các tỉnh lân cận. Cái số lượng là có thể vẫn giữ như thế nhưng mà tăng cái chất lượng lên. Và khi mà tăng chất lượng lên thì nó sẽ là tăng cái thu nhập. Theo anh Dũng, chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học gắn với phòng dịch được xem là chìa khóa để nói không với dịch bệnh. Trong vòng 4 năm này tham gia chương trình khởi nghiệp ấy, mình thay đổi được cái nhất là trong cái quá trình chăn nuôi là mình phải luôn luôn là phải theo dõi sát sao, là ghi chép rõ ràng này. Thứ hai là mình luôn luôn cảnh giác cái tình hình dịch bệnh, không thể chủ quan lơ là được. Trong cái vấn đề là không phòng bệnh, không phải vị khách đặc biệt thì mình cũng không tham quan, cũng không xem, không đến gần cái khu vực chăn nuôi của mình, chưa nói gì là đến tiếp xúc với con lợn của mình. Mình phải nâng cao cái vấn đề cảnh giác như thế. Đi vào chuồng là luôn luôn mình có những đôi ủng riêng để cho vào chuồng rồi. Trong vòng 4 năm thì trang trại thì mình khống chế dịch bệnh tương đối là tốt, thì không xảy ra những cái sự cố lớn dịch bệnh như là mồm long móng này, tai xanh này, hay là dịch tả châu Phi thì mình cũng khống chế nó tương đối là ổn định cho trang trại của mình. Như cái năm khó khăn nhất thì mình cũng đã vượt qua. Với việc chủ động quyết liệt phòng chống nên đến nay sau hơn 4 năm khởi nghiệp, anh Dũng vẫn thuận lợi vượt qua. Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi năm nay nhiều hộ chăn nuôi bị thua lỗ phải treo chuồng vì dịch tả lợn châu Phi thì anh vẫn có thể thu lãi cao nhờ nuôi lợn. Tôi thấy là cũng là rất phấn khởi. Là một năm khó khăn như vậy nhưng mà lấy theo cái hạch toán là mỗi một tháng là anh ấy trừ tất cả chi phí rồi thu nhập được là 80 triệu. Và đồng thời cũng lại phấn khởi nữa là đã xây được cái nhà rất lớn. Thì tất nhiên là không chăn nuôi là từ tốt thì làm sao mà có những cái đó. Và cái tư duy của anh cũng rất là tốt, tư duy ở sản xuất. Phương hướng cho cái năm 2022 cũng là rất là đúng và sẽ có hiệu quả. Thật sự là mình cảm thấy là mình là một người trong nó những người may mắn trong cái lĩnh vực là chăn nuôi mà nhất đặc biệt là chăn nuôi con lợn. Với mô hình chăn nuôi khép kín, tự sản xuất lợn giống và nuôi lợn thịt đến khi xuất chuồng, trang trại của anh Dũng luôn duy trì hơn 100 lợn nái và hàng trăm lợn con cũng như lợn thịt các loại. Mong rằng với sự đồng hành của khởi nghiệp cùng các chuyên gia kênh VTC16, trong năm 2022 này, những khó khăn sẽ sớm qua đi, anh Dũng và nhiều bà con chăn nuôi sẽ lại giành được những thắng lợi như mong đợi.